Hai, xin chào anh em nha. Chào anh em đã đến cái kênh sửa xe của mình nha anh em. Dạo này mình thường làm những xe FI đời cao không? Hôm nay mình có chiếc xe cọt nè, sẵn tiện mình làm video lại cho anh em xem về cái hiện tượng bệnh của nó nha anh em. Xe này mình nhận rằng là mình cảm giác là lửa yếu anh em. Hôm nay mình sẽ đào sâu cái về cái lửa này để cho anh em đi đường nha. Đầu tiên mình sẽ đề nổ máy cho anh em xem nha. Anh em nghe cái hiện tượng của nó khi mình đề mà mình giữ ga là nó có giật luôn anh em, là mình đang nghi là lửa nó yếu đó anh em. Thì sẵn tiện hôm nay làm về lửa thì mình sẽ đào sâu về vấn đề là lửa bình cho anh em tham khảo luôn, để mình đi trời mưa hay là chết cuồng lửa thì mình có cách khắc phục, để những cái tiệm người ta không có cuồng lửa thì anh em làm bài này nha. Và mình cũng quay lại cái hiện tượng lửa yếu để cho anh em tham khảo luôn á. Khi mình giữ ga anh em, giữ ga là nó nổ cái giật. Đây, hôm nay mình có nhiều xe lửa bình, thì mình sẽ nói về lửa bình cho anh em. Lửa bình nó có cái lợi thế là anh em đi mà nó chết cùng lửa thì anh em gắn vô rất là nhanh, không cần là phải tháo cái vô lăng gì hết, rất là tiện nha anh em. Đây, mình sẽ hướng dẫn anh em đi lửa bình. Anh em có thể đi rửa zin, xe zin anh em đi rắc như vậy này, rồi anh em đi rời cái ngoài luôn, đi hai gắt ở ngoài luôn, để khi mà mình đi trời mưa hay là gì nó đóng máy nó chết á thì nó yếu lửa trong cái cuộn vô lăng này, thì anh em gắn cái lửa bình vô rất là nhanh, khỏi mất công tháo vô lăng này nó rất là lâu. Thì trên cái xe lửa bình á thì những thứ nó cần làm việc là dây mát và dây bình 12V để chạy vào IC, và dây đen sọc vàng này là dây ổ khóa để nó dập ra mát để nó tắt máy đó. Mình bật khóa rồi mình dập lên là tắt máy đó. Đây, mình đã đấu sẵn để khỏi mất thời gian cho anh em, thì mình nói rồi anh em hình dung thôi. Thì anh em có thể đi rắc rồi này, đây là rắc zin của nó, thì anh em cột anh em đi ra chỗ này, đi ra thêm một cái rắc như thế này nữa để dành mình đi rửa bình. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn vô nổ máy lại cho anh em xem cái hiện tượng hết bệnh hay không nha, là mình đang nghi lửa nó yếu á. Để mình rút rắc cái xe zin này, mình cắm vô cái xe mình đã chế vô rồi anh em. Đây là mình đã chế quay xe lửa bình anh em, thì mình đấu sẵn rồi để khỏi mất anh em mất thời gian xem. Đây là lửa bình, còn cái nồi cục nó đang bị lửa yếu nè. Rồi mình sẽ đề máy cho nổ máy cho anh em nghe cái hiện tượng nó còn bị nổ chả ngược hay không nha. Đang đi lửa bệnh anh em. Tiếng máy nó không có bị nổ chả như nãy nữa anh em. Hồi nãy mình đề là nó nổ chả ngược, giờ mình tắt khóa mình đề lại nữa nè. Nó không có bị nổ chả ngược lại như lúc nãy nữa anh em. Khi mình đè á, cái bê tông nó đang lên mà nó như là lửa nó sớm hay gì đó, nó làm cho bê tông dội ngược lại á, làm cho nó bị nổ chả anh em. Đó là hiện tượng mà lửa nó đang bị yếu,
trên một cái xe đời thấp. Đó, sẵn tiện mình làm video chia sẻ cho anh em đi thêm một cái rắc dự phòng, đi lửa bình rắc dự phòng thì mình không có lo sợ là nó chết cùng lửa, thì anh em cắm vô rất là lợi nha, chế rắc dự phòng để đội xe lửa bình nha anh em. Đó là cái bài chủ đề của mình hôm nay là như vậy. Tại cùng lửa này có nhiều trường hợp là nóng máy chết nè anh em, ngập nước cũng chết nè, ngập nước thì nó nước vô cái lăng này chết cuộn. À, hoặc là IC lửa bình nó yếu thì xe này nó đang yếu lửa bình, nó đang bị yếu cái IC này. Rồi, cái chủ đề hôm nay là mình nói về lửa thì mình muốn nói nhiều nhưng mình sợ mất thời gian anh em xem á, nên mình làm video ngắn ngắn thôi gửi đến anh em xem. Yếu à. Rồi mình tạm dừng video nha anh em. Rồi anh em xem thấy hữu ích thì anh em nhớ đăng ký, anh em có thắc mắc gì anh em cứ bình luận nha. Mình gì mình sẽ trả lời anh em nha.